Vâng, thì em cố gắng ạ. Ừ. Và mời quý vị khán giả, chúng ta hãy xem lại hình ảnh của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ. Tàu qua núi hay lắm. Bây giờ thì xin mời Hòa chuẩn bị lên sân khấu. Không sao. Anh hy vọng rằng em sẽ làm thật tốt. Thôi có lẽ là để nói chuyện lại bình thường đi nha. Dạ. Chúc em thành công. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em sẽ cố gắng ạ. Rất mạnh mẽ. Mềm. Bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả hãy đón xem phần trình diễn của Hòa Minzy khi hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ. Tàu qua núi cao, ngày hôm nay thanh thang con đường lớn. Tàu anh đi trong yêu thương chào đón, sao xin bao niềm vui đeo bánh con tàu đi. Cho tàu anh tới là yêu nhau, mây suối em cũng nói là yêu nhau, mây núi em cũng treo. Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới. Vào Nam là thương nhau, em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau, mây xuôi em cũng nói là yêu nhau, mây núi em cũng che. Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới, là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương ru em bờ cát. Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam, là thương nhau em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau, mây xuôi em cũng nói là yêu nhau,
mừng quý vị. Cả ba vị giám khảo của chúng ta đã đứng lên cổ vũ cho tiết mục này của Hòa Minzy. Trời ơi, không thể nào mà kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Xin cảm ơn ngay hai anh nhạc công của chúng ta, nghệ sĩ guitar Hiền Vinh và nghệ sĩ đàn phong cầm Minh Tấn đã hỗ trợ cho tiết mục này của Hòa. Trời ơi Hòa ơi, em làm tất cả mọi người bất ngờ Hòa ơi. Không còn hình ảnh một Hòa Minzy cá tính mà nghịch ngợm phá phách của hai tuần đầu tiên nữa. Tuy nhiên bây giờ em đầm thắm một cách kỳ lạ, và đặc biệt là giọng hát hay quá phải không quý vị? Đặc biệt là cái đoạn cuối cùng á, quý vị có muốn nghe Hòa hát lại một lần nữa mà không nhạc không ạ? Là yêu nhau mấy núi em cũng sẽ. Một từ duy nhất anh dành cho em đã. Các vị giám khảo chắc cũng đồng cảm với điều mà Đại Nghĩa vừa mới chia sẻ phải không ạ? Em mời chị Mỹ Linh. Lúc em bước ra là đã thấy rất là giống nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa rồi. Chị nghĩ rằng khi em hát em tưởng tượng em là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Thành ra là nó mới có thể giống như thế được. Và em đã nghiên cứu rất là kỹ và chị rất là phục. Cô là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, khi mà cô hát ý, thì tất cả các cái nguyên âm của cô ấy rất khác những người ca sĩ nữ khác. Thành ra là chính vì lẽ đó nên từ âm U... chữ mấy núi á, hoặc là âm em cũng trèo, cái tất cả các chữ của cô ấy đều rất là khác. Thì hôm nay em đã lột tả được tất cả. Và chị chúc mừng em, hôm nay tiết mục của em rất là tuyệt vời. Tôi nói luôn nhé, quả thật là tôi không tin vào tai và mắt tôi. Chỉ có một tuần mà Hòa Minzy lột xác, tôi vẫn nghĩ đó là em là một cái ẩn số. Em cho tôi cái cảm tưởng là không phải là tôi đang xem Hòa Minzy hóa thân trong cái chương trình Gương Mặt Thân Quen. Tôi cảm tưởng là đây lần đầu tiên tôi được xem một màn trình diễn của một nghệ sĩ nhân dân mà bao nhiêu người yêu mến. Hôm nay em còn trên cả tuyệt vời. Tôi nói là thật mà nghe là súng vô cường, tức là sướng vô cùng. Xin cảm ơn giám khảo Đức Huy. Xin mời ý kiến tên Hoài Linh. Ngày hôm nay con làm cho chú thật sự bất ngờ là cái giọng con nó kinh khủng thật. Khi chú và hai vị giám khảo đây đứng lên để vỗ tay con, trong cái lòng của chú rất là phục con. 6 thí sinh trong cái chương trình mùa này, người nào chú cũng thấy có cái chất giọng, có cái tiềm năng rất là lớn. Và ngày hôm nay chú rất cảm ơn con này nghe, là con đã hát lại cái dòng nhạc mà chú đã thích con ngay từ đầu. Con xin cảm ơn chú. Đó. Và cái phần điềm đạm, cái phần hóa trang của con, cái thần thái của con và giọng hát của con không thể nào làm cho chú ngồi yên được. Và hai vị giám khảo kia cũng thế. Đứng lên vỗ tay cho con là con hiểu được cái gì. Dạ, thực sự nói thật với tất cả mọi người là cái sau cái tuần thứ hai ạ, đúng là rất là đau. Đau không phải vì tức giận hay là giận dỗi ạ, mà vì đau là bởi sao bản thân mình lại chưa có sự sâu sắc như vậy. Và đến tuần này thì khi mà giống như tuần trước bấm được nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa thì con đã thực sự rất là vui, bởi vì nghĩ rằng là mình sẽ lại được làm một cái điều gì đó mà nó vừa là cái sở thích, nó vừa là một cái thử thách của bản thân. Khi con nói đó là sở thích của con thì chú lại thích con nhiều hơn một chút xíu nữa. Hòa Minzy, cố lên! Xin cảm ơn ba vị giám khảo đã dành những lời khen tặng cho cái cô